Các bạn đã tới kênh của Thuận Kia Bình Triệu thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn chiếc xe rất là hot cho thời gian hôm nay, là chiếc Kia Sorento New. Đây phiên bản trước mắt chúng ta, đây phiên bản là máy xăng premium nhé các bạn, phiên máy xăng hai cầu. Giá hiện tại của nó là 1 tỷ 179 triệu và trong chương trình trong tháng này chúng ta sẽ giảm 20 triệu nhé, còn là 1 tỷ 159. Đó, thì chúng ta đã thấy một chiếc Sorento thay đổi ngoạn mục về cả ngoại thất và nội thất luôn. Đó, mình đi một vòng sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết nhé. Cái xe Sorento này nó sẽ có những cái chức năng mà những dòng xe mới khác không có. Cụm đèn tuyệt vời luôn. Nó sẽ, các bạn nhìn nhau, từng góc cạnh nó sẽ giống như một chiếc xe mà cực kỳ sang mà các bạn đã liên tưởng tới. Rồi các bạn nói chiếc xe gì ha. Đó, chiếc xe chúng ta đây trưng bày nó được trang bị mâm là 19 inch nha. Lốp là Michelin Primacy 4, đi cực kỳ êm luôn. Thông số lốp là 235 sạch 55R19 nha. Sáng cầm xe. Đây động cơ đang nổ nha các bạn. Chúng ta nghe cực kỳ êm luôn, không nghe một tiếng nào luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đầu là phần ngoại thất. Thì chúng ta thấy ha, thì chiếc xe này nó được trang bị cụm đèn là full LED với ba là bóng LED luôn, và nó sẽ có dải LED bên ngày chạy dọc từ phía đầu này đến cuối xe, nhìn cực kỳ khoảng cách và sang trọng luôn các bạn. Đó, khi mà chiếc xe này mà đi ra ngoài đường thì các bạn sẽ hình dung chắc chắn nó là một chiếc xe Kia Sorento New. À, nếu mà chúng ta lăn bánh ngoài đường, cái lưới tải nhiệt này nó sẽ làm rất khác so với những chiếc xe hiện nay. Đó, cái đời có tinh kính à, 3D thì rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cụm đèn sương mù cũng dạng LED luôn các bạn, full LED toàn bộ luôn. Đó, đây nó sẽ có những cái khung gió, nó sẽ tạo điểm nhấn cho chiếc xe cũng như tạo cái tăng khả năng khi đồng học của chiếc xe hơn. Rất là đẹp. Chiếc xe này nó sẽ có 4 cảm biến trước nha, nó sẽ có 4 cảm biến trước luôn để chúng ta đi di chuyển lên đường. Rồi, chiếc xe này nó sẽ có tính năng đặc biệt mà những chiếc xe khác không có. Đó, sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó là chức năng đề nổ từ xa. Chiếc xe này có chức năng là đề nổ từ xa nha các bạn. Chức năng này nó sẽ có đề nổ từ xa. Các bạn ha, chìa khóa này nó sẽ giống như nó sẽ có 4 nút. Nút mở cửa này, nút đóng cửa này, khóa cửa. Nút này là nút đề nổ từ xa nha. Và nút này nút mở cốp điện. Đó. Thì chúng ta để được đề nổ từ xa, chúng ta lock cửa lại toàn bộ và chúng ta nút này nha. Đó, chúng ta giữ tầm khoảng 5 giây. Đó. Chúng ta chỉ cần khi chúng ta khóa cửa và chúng ta đứng từ xa nha, chúng ta chỉ cần ấn nút hold này thôi. Trong khoảng 5 giây thì cái xe chúng ta nó sẽ tự động nổ nha. Đó, chúng ta ấn nút này. Chúng ta lock cửa lại ha, và chúng ta ấn cái nút này là tự động nó sẽ khóa cửa lại. À, chúng ta sẽ có chức năng đề nổ từ xa nha các bạn. Là một chức năng cực kỳ đặc biệt, chỉ có dòng Kia Sorento đời mới này mới có nha các bạn. So chúng ta, ví dụ chúng ta trời nắng mà chúng ta cần xe nó lỏng lành ở trong xe rồi chúng ta không bị ngợp ha, thì chúng ta chỉ cần đánh cái nút này và chúng ta đề nổ từ xa. À, một chức tính năng cực kỳ hay luôn của chiếc Kia Sorento 2021. Đó, khi nào chúng ta muốn ấn lại, chúng ta ấn nút này là chúng ta sẽ tắt. Đó, chúng ta sẽ tắt rồi. Đó, rất là hay. Các bạn ha, chúng ta trên phiên bản này chúng ta sẽ có gương chỉnh điện gập điểm và tích hợp đèn báo rẽ nha.
đây nó sẽ có những cái viền mạ chrome thì nó rất là sang trọng luôn. Đó. Đó, nhìn thân xe rất là bề thế luôn. Nếu mà chiếc xe này đi ra ngoài đường thì không ai có thể nhận xe là một chiếc xe Kia mà nó có thể đẹp tới mức này nhé các bạn. Ôi, chiếc xe nó rất là bề thế luôn. Đó, chúng ta sẽ có những cái viền mạ chrome chạy dọc theo viền chân kiếng và đằng sau này Kia đã làm rất là tinh tế luôn, là nó sẽ có những ốp mạ chrome nằm đây rất là đẹp luôn. Và đặc biệt ở giữa trụ giữa này nó sẽ được làm bằng nhựa bóng, rất là bằng nhựa bóng các bạn, tạo cho chiếc xe nó sang trọng hơn. Và điểm đặc biệt chiếc xe này nó sẽ có các nút bấm đóng cửa và mở cửa thông minh. Chúng ta mang chìa khóa vào trong xe ở bên cạnh người thôi, chúng ta chỉ ấn nút này là cửa tự động chúng ta nó sẽ mở ra. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này em muốn giới thiệu cho các bạn đó là ở đây cái mặt này nó sẽ ôm hết từ phía dưới, từ phía trên xuống phía dưới cái phần mà phần thân xe luôn. Đó. Khi mà chúng ta đi trời mưa ha, chúng ta đi trời mưa mà đất cát rồi nó bắn lên thì nó chỉ bắn ở phía ngoài này thôi, chúng ta xuống thì nó sẽ rất là sạch luôn. Ở đây nó sẽ ốp được mạ chrome, được ốp được mạ chrome nhé các bạn, tỏ vẻ sang trọng cho chiếc xe hơn. Đó, và chiếc Kia Sorento, chiếc Kia Sorento này nó sẽ được làm đó, nó có anten vây cá này và phía này nó sẽ được vắt dài ra, nó sẽ được vắt dài ra hơn, tạo vẻ sang trọng cho chiếc xe hơn. Cần gạt mưa nó được giấu rất là tinh tế ở dưới này. Hả? Có chiếc xe nào mà nó giấu cần gạt mưa tinh tế như thế này luôn các bạn. Đó. Nó sẽ có để bỏ phanh trên cao. Bây giờ biết mà, đối các bạn, chiếc này nó mới cốc ở đâu? Rất là hay. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái nút như thế này. Chúng ta chỉ cần ở đây bằng cốc điện mà. Chúng ta chỉ cần nút ở dưới này thôi là chúng ta có thể mở cốc được. Phía sau này nó sẽ trang bị 4 cảm biến đằng sau. Lipo được. Hả? Vút dài ra bằng mạ chrome rất là sang trọng luôn. Ở dưới này chúng ta sẽ có chữ Sorento, Sorento rất là đẹp. Đó. Chúng ta chiếc này chúng ta sẽ có thể mở cốp bằng chìa khóa bằng ở đây hoặc là mở trong xe luôn. Đó. Phía dưới này chúng ta sẽ có bộ đồ nghề theo xe nhé. Chúng ta sẽ có bộ đồ nghề theo xe. Chúng ta sẽ có những cái tấm này nó thu lại cho gọn cái chiếc xe hơn. Hàng ghế này thứ ba chúng ta có thể gập lại cái này luôn nhé các bạn. Ở hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ gập lại tạo không gian cốp cực kỳ rộng luôn. Phía sau này chúng ta sẽ có các cổng sạc luôn nha, còn có chỗ để chúng ta để chai nước và chúng ta sẽ có nút điều chỉnh điều hòa nhiệt độ luôn. Cả hai bên này đều có nhé các bạn, là Kia rất là thấu hiểu khách hàng. Đó, ở tất cả các vị trí chúng ta đều có cổng sạc và điều hòa luôn. Rất là hay. Rồi chúng ta đi vào, chúng ta có thể mở cốp bằng chìa khóa được nha. Rồi điểm đặc biệt. Thì đặc biệt em muốn giới thiệu cho chúng ta đó là về phần nội thất nha. Cái này nó sẽ ghế chính điện là 10 hướng. Đấy. Con này chúng ta sẽ được trang bị là loa bầu. Con này được trang bị loa bầu nhé các bạn, 12 loa bầu luôn. Tất cả các kiếng này chúng ta sẽ có thể là điều chỉnh tự động một chạm hết nhé các bạn. Tất cả chúng ta các nút bấm được làm rất là tinh chỉnh, rất là đẹp luôn. Nút phía sau này chúng ta lại nút khóa cửa tre em này, hai cửa đằng sau này hai cửa tự động này. Đó, chúng ta thấy thiết kế rất tinh xảo, hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Đó, tay nắm cửa được mạ chrome. Ở đây mà dàn vây cá các bạn, đây là đèn chúng ta phát sáng là đèn ambient light. Đúng là Kia Sorento. Chúng ta thấy màn hình chúng ta đây là màn hình Tablo hơn 12 inch nha. Nó sẽ có 4 chế độ lái, mỗi chế độ nó sẽ có màu khác nhau. Hả? Chúng ta sẽ có được trang bị ghế vô lăng bằng da, đèn tự động, rồi là có gạt mưa tự động luôn nhé các bạn. Đó, chúng,
Vào đây chúng ta có thể cài đặt các chức năng như là cài đặt tốc độ. Cái này nó sẽ có lăng, chúng ta điều chỉnh tất cả các chức năng. Đèn ambient light chúng ta có thể đổi màu trong này nhé. Rất là nhiều khung màu để chúng ta có thể đổi được. Vô lăng chúng ta sẽ là vô lăng bọc da luôn. Đây, điều hòa chúng ta sẽ có điều hòa 2 tầng luôn các bạn. Điều hòa 2 tầng luôn. Điều hòa 2 tầng. Cái này nó sẽ có sạc không dây và cổng sạc nhanh này. Có cái cổng sạc không dây. Màn hình chúng ta sẽ là màn hình 10.25 inch nha. Chúng ta sẽ có các chức năng như Apple CarPlay, Android Auto. Và chúng ta sẽ có phần mềm VietMart. Chúng ta sẽ cập nhật tự động luôn. Rất là hay. Chiếc xe này sẽ có 4 chế độ lái nha. Comfort, Eco, Sport và Smart. Mỗi chế độ nó sẽ có những, nó sẽ vừa can thiệp vào động cơ và vừa can thiệp vào thùng lái cho chúng ta. Đèn miền light. Đó, chúng ta thay đổi các chi tiết mà chúng ta mạ chrome vàng phay xước rất là đẹp. Vì là điểm đặc biệt ở đây nó sẽ có chức năng là tắt bật cảm biến này, rồi là có chức năng phanh tay điện tử, có chức năng auto hold này, hỗ trợ đổ đèo này. Lúc này nút view đèn này chúng ta có thể đèn một chạm nhé các bạn, chúng ta sẽ có đèn một chạm luôn, rất là sang trọng luôn. Đó. Chúng ta sẽ có thưa trời trời toàn cảnh panorama luôn, cơ sở toàn cảnh nhá. Cơ sở trời toàn cảnh panorama. FTA rất là thấu hiểu khách hàng. Chúng ta thấy ha, các nút bấm mà tăng giảm nhiệt độ nó làm rất là, nó có những hình phay mà dạng kim cương ở đây rất tinh xảo luôn. Đó, có nút start stop này, cruise control. Đấy. Rồi cái sạc không dây nhé các bạn. Đỡ đồ. Gương chúng ta sẽ gương chiếu hậu tràng tàn viền nhé. Tàn viền rất là đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Mình khám phá cái màn hình tắp lô này nhé các bạn. Thì nó sẽ có cài đặt âm thanh này. Tất cả đều bằng tiếng Anh hết nhé các bạn, để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Đó. Rất là hay. Đây là trước đây. Phía đằng sau này. Đó. Cái ghế hàng xe sau chúng ta có thể điều chỉnh lên xuống được. Điều chỉnh được độ ngã nhé các bạn. Đó. Khi mà em điều chỉnh độ ngã thì nó sẽ như thế này luôn. Độ ngã là sang trọng luôn. Ở dưới này chúng ta sẽ có các hộp điều gió hai bên luôn. Ở dưới này chúng ta cũng có cống sạc nhanh luôn nha. Và loa bầu. Loa bầu nha. Ở đây chúng ta sẽ có cái chỗ chúng ta đến nước này. Quá đẹp. Và điểm đặc biệt nữa các bạn, khi mà chúng ta lên ngồi, khi nào chúng ta muốn ở phía đằng đó, chúng ta chỉ cần lúc này thôi là chúng ta có thể là đi vào trong này được. Khỏi thế mà em thử lại nha, em thử lại ví dụ được, các bạn muốn vào hàng ghế sau đúng không, chúng ta chỉ cần ở nút này. Quá là hiện đại của các bạn. Đó, ở đây chúng ta sẽ có các khay để chúng ta để ly nước luôn này các bạn ha. Đó, rất là nhiều ô để chúng ta để đồ.
quá đẹp. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình giới thiệu qua con Sorento đời mới 2021 phiên bản mới xăng Premium. Thì con này được trang bị động cơ 2.5 Smart Trim, công suất là 177 mã lực và hồ số là tự động 6 cấp nhé. Con này con công nghệ này, động cơ hoàn toàn mới, hồ số mới và khung cầm mới, gia cây chúng ta sẽ an toàn hơn và chúng ta di chuyển tốt hơn. Ôi, chào các bạn ạ và hẹn các bạn video sau nhé.